Chào mừng các bạn đến với kênh Kamita TV. Ở tập 39 phim Dưới bóng cây hạnh phúc, Danh bị bạn lừa khi không biết rằng sổ đỏ mình sở hữu mang đi bán cho người khác là giả. Chị đi đến đâu rồi? Em vẫn đang ngồi đợi chị đây, chị đến nhanh không muộn, Danh nói với khách. Vị khách kia cho Danh biết sự thật bất ngờ, mày cứ ngồi đấy mà đợi công an. Mày định lừa ai đấy? Miếng đất của mày chỉ là đất ma, sổ đỏ của mày cũng là giả. Mày sắp bị kiện rồi đấy. Vì quá tin bạn mà Danh anh Vũ gặp rắc rối với công an. Anh không hề biết sổ đỏ mảnh đất mình mang đi bán cho người khác là giả. Ở một diễn biến khác, thấy con dâu bỏ đi, ông công nghệ sĩ nhân dân Quốc Trị buồn bã tâm sự với tố nghệ sĩ ưu tú Mùi Như Lai. Đàn bà nhà này bỏ đi hết, nhà này vô phúc thật rồi con ạ. Trong nhà không có đàn bà giữ lửa thì lạnh lẽo, ảm đạm lắm. Thằng Đạt, thằng Danh bị vợ bỏ, con mà không chịu lấy vợ bố không thiết sống nữa, ông công đau lòng nói. Cũng trong tập này, Tố và Nhài Huyền Thạch có dịp ngồi ăn uống, tâm sự cùng nhau. Nhài đã coi Tố là một người bạn tốt, anh có nhớ lần đầu tôi với anh gặp nhau không? Anh suýt dìm tôi chết đuối. Lúc đó nhìn mặt anh tôi ghét lắm nhưng không ngờ ghét của nào trời trao của ấy. Tôi thấy hợp làm bạn với anh. Từ giờ những lúc khó khăn chúng ta sẽ tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, Nhài nói với Tố. Liệu Danh có chứng minh được mình bị bạn lừa? Tình cảm của Tố và Nhài sẽ ra sao? Các bạn đăng ký để đón xem các phần tiếp theo nha!